Ngày 18 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp cùng Công an thành phố Dĩ An khám nghiệm hiện trường và truy bắt nghi phạm đâm chết người phụ nữ. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 17 tháng 4, người dân lưu thông trên đường số 9 trong khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, phát hiện một người phụ nữ ngồi gục đầu xuống đường, trên người dính nhiều máu, bên cạnh là chiếc xe máy bị ngã nên trình báo. Ngay sau đó, Công an có mặt kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết, phân bụng, ngực, tay có nhiều vết thương được biết nạn nhân là bà L, 52 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy bắt hung thủ. Theo gia đình, bà L đã ly hôn và hiện đang sống cùng con trai. Anh H, con trai bà L kể, buổi chiều hai mẹ con chở nhau đi ăn thì một người đàn ông gọi cho người mẹ hẹn gặp nhau. Nhưng khi hai mẹ con tới điểm hẹn gọi điện thì người đàn ông không nghe máy nên hai mẹ con về chung cư ở thành phố Dĩ An khi tới hầm gửi xe thì người đàn ông gọi lại người mẹ nghe máy rồi chạy xe đi một mình sau đó thì gia đình nhận được hung tin anh hát cho biết mẹ mình và người đàn ông này có quan hệ tình cảm được vài tháng nay hiện công an đang truy bắt nghi phạm